Hello hello tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tôi lại tiếp tục là một cái clip nữa, đó chính là đóng hàng tại shop VV House. Yeah. Nhưng mà hôm nay đặc biệt một cái là có thêm anh mới, đó là anh Tấn Lầy đó. Quá cũ nhưng mà tại vì hôm nay Tấn Lầy không có qua shop, mình ta mới qua được. Nên anh Tấn sẽ qua đây phụ đóng với chị V. Với lại mọi người biết sao không? Hôm nay shop rất là nhiều đơn luôn, kể từ khi mà chị V lên cái clip mà bơm hàng đó. Cái các bạn giống như là mua ủng hộ chị V lại sao á, mà mọi người coi nè. Quá wow, trời luôn đây nè. Hôm nay toàn đơn là đơn luôn, ngập tràn niềm vui. Cảm ơn mọi người nghe. Ủa nhưng mà đây. Hôm nay bill rất là nhiều luôn nha, nguyên một sắp luôn. Rất là nhiều đó mọi người. Nhưng mà hy vọng á trong đây á thì sẽ có một hai bạn bơm thôi, chứ đừng có bơm nhiều quá là cũng chết tôi. Đừng bạn nào bơm luôn. Bây giờ thì đầu tiên để đóng hàng á là bắt đầu bây giờ chị Vy sẽ đọc ra. Đó bây giờ cái này đưa cho anh Tuấn cầm đi. Rồi. Đó. Bây giờ mình á là sẽ coi theo cái đơn nào của bạn nào để chị Vy bỏ hàng của bạn đó vô nha. Rồi, ba nắp giấy Pikachu, cục gom Pikachu đây. Đó. Minh tự đây. Đây, em xin giới thiệu nhẹ. Giới thiệu nhẹ. Đây là một cái đơn do chính tay em chốt của bạn. Yeah. Em mua. Đó. Bạn em rất là thích Pokemon luôn nên là tao mua toàn là Pikachu không. Đó, hôm nay có bạn anh dưới chốt đơn nữa, lạ quá. Đấy. Rồi tới bạn Bichi đặt kính tích tóc đen xếp. Ủa bạn gì tên Bichi ngộ vậy? Hả? Hả? Bạn Bichi là mua cái gì? Kính tích tóc đen. Đây. Xét kẹo dẻo độc lạ, bịch kẹo trà sữa lớn với lại hộp băng cá nhân. Rồi, Bichi bỏ vô. Xong. Đó, bây giờ là anh Dối sẽ trực tiếp là đóng hàng trước cho bạn anh Dối luôn. Yeah. Bánh bao rau câu ốp la bạch tuộc. Anh Hương Mai. Đây. Bánh bao ốp la đâu? Đây bánh bao. Bạn này là vừa mua con bạch tuộc mà vừa mua ốp la về để là chơi chung với bạch tuộc cái chiên lên chung với ốp la luôn. Bạn anh Hương Mai nghe. Nghi Bình. Tới bạn Nghi Bình là xét son ba cây bản phấn mắt bò sữa. Đây, xét son ba cây, bản phấn mắt bò sữa với lại kem nền đào. Đó. Rồi. Sau khi mà chị V bỏ hết tất cả cái bill này vô trong những cái túi hàng này là bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu đóng gói nha. Hà Thu 2 rau câu ốp la. Rồi, Hà Thu 2 rau câu ốp la. Vô. Rồi, Huỳnh Trâm. Huỳnh Trâm là hộp wasabi với đồ chuốt gấu xanh. Đây. Đây. Hộp wasabi với đồ chuốt gấu xanh. Rồi, chuyền qua cho Dúi. Nguyễn Hồng. Rồi. Nguyễn Hồng là hai cái bánh bao với hai cái mochi đào. Đây. Ok mọi người, bây giờ sau khi tôi chờ đợi chị B vô hết đơn trong những cái bịch này, bắt đầu chúng ta quay tiếp nha. 5 minutes later. What? Không để cho mọi người chờ đợi lâu nữa. Thì sau khi mà chị B bỏ hết bill vô rồi, bắt đầu bây giờ sẽ tới công cuộc đóng gói. Đó. Yeah. Những cái bill là chị V đã bỏ vô hết rồi nha. Hôm nay bill rất là nhiều luôn. Yeah. Bill là tràn ngập shop VV House luôn. Lâu quá rồi không biết cái tay nghề của anh Tuấn như thế nào. Bây giờ tôi phải qua tôi giám sát anh trước, người đầu tiên. Đó, bây giờ anh Tuấn sẽ đóng gói cho bạn nào? Bạn Tệ Võ. Bạn này chắc ở chùa chứ tệ vậy. Thì ở chùa mới có tệ là trí tuệ sáng tuệ ra đó. What? Sáng tuệ là gì? Hả? Sáng tạo chứ. Sáng tạo mà. Đó, bây giờ chị V sẽ gắn băng keo vô đây. Sao cụ băng keo của chị V bự quá vậy? Băng keo của dây. Anh Tuấn làm gì chậm chạp lề mề quá nha. Tốc độ lên. Từ lên tay. Từ từ cái gì lẽ lên, tốc độ lên đi chứ. Rảnh không anh? Rảnh. Qua lấy em đóng hộp. Ủa sao hộp cái này có không lấy? Hộp này là hộp nhỏ nhất với hộp bự nhất, không có hộp dừa. Rảnh gì mà rảnh, đây nè. Đó, anh Dối nãy giờ là cũng đóng được 3 đơn rồi nha. Trời. Đó trời. Siêu phàm. Đó, bây giờ đâu anh Dối thử đọc lại 3 cái đơn Dối đóng đi. Đây, đây là cái đơn đầu tiên của ngày hôm nay được đóng. Đó. Là của bạn nào? Người may mắn có tên là Pichi, tên tiếng Anh. Sao sớm hơn? Hết người Thái, người Hàn rồi giờ tới người người này là người gì ta? Người Maya cổ đại Pichi à, đúng rồi. Người may mắn thứ hai mang tên là Anh Thư Mai. Đây là người Việt Nam nè. Bạn mà có coi lần nhất thì em bên dưới nha. Đó, đúng rồi, được anh Dối đóng. Bạn Hồng Ngọc. Đó, ba bạn này là được anh Dối đóng hàng nghe. Đấy, đâu? Đó, mình sẽ bỏ đây anh trai. Đó. Rất là chắc chắn luôn. Chắc không? Chắc trên trai. Lâu quá rồi anh Tuấn, anh đóng rồi cái tay anh rung kìa đó, anh rung kìa. Đâu, tao em rung nó giờ anh chanh chanh. Trời ơi, rung gì rung hoài vậy. Rồi, mà, ủa chị B đóng cái gì nguyên cục bự chà bá vậy? Đây là cái tivi khăn giấy á. Từ lúc cái clip trước mà chị B giới thiệu cái tivi khăn giấy á, là bây giờ là có các bạn mua khăn giấy ủng hộ chị B rồi. Thôi bây giờ cái này mình cho nằm ở dưới đi. Rồi, đúng rồi, đóng gì được rồi nè, đó, đó, vô giữa. Rồi, bây giờ chị B quấn mút cái này lại đi chứ không thì nó lắc nè. Chị em kéo cục ra. Cái cụ mút này là siêu to khổng lồ luôn nha. Cứ một ngày á là shop baby house á là sẽ đóng hết một cụ mút như vậy nha mọi người. Wow. Đó, cụ mút rất là đẹp giống như cái bánh xe vậy á. Mai mốt á mình sẽ yêu cầu chị B chế tạo một chiếc xe rồi gồm giấy cạc tông và mút shop. Sao mà được? Sao mà được?
hiện được là cái thùng này nó quá là rộng nên mình phải cắt đôi nó ra. Làm không có tâm vậy trời, mày cái gà nó khó cũng đưa cho tôi hết trơn. Tại không biết cắt thùng mọi người nên bà V mới nhờ anh Đức cắt giùm nghe. Anh Tuấn dạo này đói bụng lắm hay gì mà toàn đi gói bánh kẹo không vậy? Hả? Cái số bánh kẹo. Ngày xưa mà gói bánh kẹo là chỉ có bạn Milo thôi. Được thêm vậy? Được không? Tên là chuyên nghiệp mà tỷ thợ tỷ bên Indonesia về chứ có giỡn đâu. Bằng cấp này là bằng quốc tế luôn bây giờ. Thấy chưa? Ghê ta. Đó, đây nè mọi người. Bây giờ là cái bộ mình vừa y rồi. Ghê hả? Đó. Wow. Đó, vừa y rồi thấy chưa? Xịn to liền. Thùng hàng nào mà được anh Đức đóng là bạn rất là sướng luôn. Tại vì anh Đức đóng hơi bị kỹ. Rất là kỹ luôn. Tôi mà không đóng thôi chứ tôi đóng là có tâm. Tôi rất là có tâm với nghề. Ê anh nói tiền không có tâm. Rồi. Quá đẹp luôn nha. Bế lại mấy cái khúc này. Ok, một lát anh sẽ bế lại. Đây là hàng của bạn Bảo Hân. Bảo Hân ở huyện Bình Chánh, Củ Chi. What? Củ Chi mà lộn, Bình Chánh Hồ Chí Minh. Thì Củ Chi ở Hồ Chí Minh mà. Ủa nhưng mà tôi nhớ cái thùng này là bà đóng, sao tự nhiên giờ nhảy qua tôi đóng luôn vậy? Thì tại không biết đóng. Trời. Hả? Bế lại rất là đẹp cho bạn. Bạn thân luôn nha. Rồi xong. Ủa? Sau khi tôi hỗ trợ chị Vi cái thùng đó rồi thì bây giờ tôi lại tiếp tục cho chị Vi đóng món tiếp theo. Ủa? Bà chưa biết đóng món nào mà sao bà dán cái thùng rồi? Biết rồi. Bánh bao. Bánh bao truyền thống. Ủa bánh bao này là của bạn nào vậy ta? Bánh bao này là của bạn Phan Ngọc Tường Vi. Ôi cùng tên Vi với bà Vi luôn. Ghê liền. Ủa bánh bao hồi nào giờ là người ta bỏ vô trong giấy trong hộp rồi sao quấn bánh bao này là phải quấn cái này ta? Tại vì cái hộp này nó bự. Ủa không, hình như bánh bao mình có cái hộp nhỏ hơn nữa đó Vi. Không, nhưng mà không dự à. Phải không? Vừa không? Tôi nhớ có hộp nhỏ hơn nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Là mang như vậy đó. Nhưng mà hộp này vừa. Cái hộp này là vừa y cái bánh bao luôn nè. Mà bà không gói mình lấy cái hộp bự như vậy. Giờ này mình hoang mang mọi người ở. Bởi vì chị V làm tôi mất niềm tin quá. Đúng rồi. Bởi vì đừng tin những gì mà vô phụ nữ nhiều hết nha các bạn. Vừa không? Vừa y luôn. Yeah. Nhưng mà mình phải chêm cái này ở trên ở dưới nha. Mình cũng phải chêm à. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ chêm miếng mút ở dưới trước rồi miếng ở trên. Không, miếng trên được rồi. Rồi miếng dưới chi? Ở dưới không có bị gì hết. Ủa sao bà biết là cái cục hàng tao quăng quăng lại nó bể sao? Nè, không nghe gì luôn. Rồi ok. Yeah. Ok. Rồi, đóng gói lại đi. Rồi. Nhớ nha, vậy là coi như nếu như mà cái bạn này nè, bạn Phạm Ngọc Tường Vi mà về mà cái hộp mà có bị cái gì á là chị Vi làm nghe, chứ không phải tôi làm nghe. Tại vì chị Vi đã bảo đảm á là cái này không có bị gì rồi. Bảo đảm luôn bé V ơi. Ủa bé Vi chứ nhầm. Đó. À quá đẹp luôn. Sao? Ok, tuyệt vời. Qua xe. Qua xe. Này là gì? Khoan. Anh đóng cái gì trong đây à? Anh chưa đợi tôi giám sát mà anh Tuấn đóng thùng lại là gì? Đó, để coi anh Tuấn đóng gì đây. Ờ. Hả? Tại sao cái chỗ này nó hở ra mà không lấy đồ chêm vô? Ê anh trai. Hở ra nè, lắc kêu không được. À, phải chêm thêm vô. Chêm vô. Cắt mềm cái anh trai. Rồi kéo đâu. Kéo đây. Đó, mình mà thấy nó hở ra là mình phải chêm lại nha mọi người. Thấy không? Tôi mà không giám sát là qua mặt tôi liền rồi. Tính nha. Đây là hàng của bạn Đặng Khánh Băng. À, đâu bây giờ qua bên chị B. Đây là bạn này là mua một bịch bánh phô mai trứng muối đó, một vớ bơ, một kẹo vịt và một cái dĩ cây ấy đó. Chị B gói rất là đẹp luôn nha. Chị B gói là nhiều khi chị B gói tóc của chị B vô rớt đi trong đây nữa. Gói tóc vô nữa mà. Ai lắc kêu không? Đã lắc kêu. Bánh kêu. Yeah. Đừng có lương lẹo nha. Lương lẹo gì bánh kêu chứ mà lương. Ai xong. Chưa. Cái thùng hàng này á là của bạn gì đây? Bạn Lý Phương. Bạn này là người Việt nhưng mà gốc Pháp đó, nên là tên là Lý Phương. Lý Phương. Rồi ok. Rồi đó chị B dán vô. Xong. Hay quá. Nãy giờ người ta đóng là 5-6 thùng rồi. Chị B mới đóng có 3 thùng mà bà. Oh, cái thùng kia là tôi đóng. Damn. Tôi không nói chuyện với bà nữa. Bây giờ tôi qua tôi coi dưới đóng đây. Xin giới thiệu mọi người, đây là bạn rất có tâm hồn ăn uống. Đã, đúng rồi. Bạn đã mua một bịch kẹo trà sữa.
và một bịch bánh nhân phô mai chín muối nọ. À, bạn này có tên là Nguyễn Tuyết Nhi. À, lại là một bạn người Việt Nam. Mọi người thấy chỉ có họ chị em mới thích ăn vậy thôi. Ờ, chị công nhận vậy không? Nãy giờ tôi thấy mấy cái đơn mà ẩm thực đó là chị em mua không à? Đúng vậy. Ủa gì chứ các anh trai sẽ mua cái gì? Còn ông con trai cũng mua xương gồng. Ờ, phải gai góc như vậy. Chị em mới khoái được. Oh my god. Wow. Ok, bây giờ anh Vũ sẽ tiếp tục nấu cái thùng này nha. Đồ ăn tới tay các bạn phải còn nguyên thì mới ăn được đúng không? Đó, đó rồi. Rất là kỹ. Yeah. Chị B là mình mua bán đồ đông lạnh, là chị B có cái hộp để có máy lạnh trong đó luôn, là đông lạnh cho các bạn cũng được luôn nha. Tại mọi người không thấy chứ có máy lạnh giấu ở dưới nha, bị cái hộp đè đó. Bởi vì khi mà về mở ra là bảo đảm là nó lạnh mát tay luôn, mở ra là ăn liền luôn. À, bây giờ anh Vũ đóng lại cho bạn Nhi. Rồi, kẹp. Quá đẹp luôn. Một hộp của bạn Nhi tới hai người đóng là nhất. Quá dữ. Đây, 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 em trai. Để biết chi ông, lỡ mà có chuyện gì á thì hai người đổ thừa cho nhau cũng được. Cho anh trai bạn này mua tài mỹ phẩm luôn trai. Đó. Rồi, bởi vì cái shop bà về á, tụi nói cho người biết là tao toàn bán đồ cho nữ luôn mà. Hết mỹ phẩm tới thức ăn, người dơ, người nón, người bút chia cái gì hết trơn. Bởi vì đàn ông con trai tôi vô đây tôi không biết mua cái gì hết trơn. Bạn này có tên là Nghi Bình. À, Nghi Bình là mua mỹ phẩm. Đúng. À, bây giờ để tôi phỏng vấn chủ shop một cuộc phỏng vấn nhỏ nhỏ coi, là bây giờ nếu như tôi là con trai tôi vô shop chị tôi sẽ mua cái gì? Mua gấu bông. Gì con trai mua gấu bông bà? Chị mua cặp để đi học. Cũng được, cũng được, cũng được. Còn cái gì nữa không? À, vớ. Con trai ai mua vớ bà? Có vớ của Nam. Ủa, mua vớ Nam là hình trái bơ với trái đào á hả? Ờ, không có hình nhiều lắm. Hình nói chung hình trời, không biết hình gì mới nói. Ê, có bút chì siêu nhân. À, xếp ba bút chì vậy. Ok, ok. Đúng là chủ shop có khách. Đừng có nhiều chuyện nghe. À. Ok mọi người, coi như là nãy giờ sau 2 tiếng đồng hồ shop VV House cực lực đóng cho các bạn 100 đơn. 100 đơn, có bốn mấy đơn ạ. À? Trời ơi, coi kìa. Ủa bà V, bà làm gì mà chất hàng lên làm như cái tường thành vậy? À, tôi nhớ cái này giống như hồi nhỏ mình chơi nhà trầu vậy đó. Cái mình chất lên, mình làm ngôi nhà. Trời ơi, Lego, Lego. Trời ơi, có hàng của bà V, bà xếp à. Bây giờ không biết nhiêu cục nữa anh ơi. Thì bây giờ mình đếm đi. Đó. Em là cây xương gồng. À, tại vì anh Vũ là anh thích gai góc, nãy anh có nói rồi là đó. Rồi bây giờ là sẽ đếm coi hôm nay là bao nhiêu bill nha. Rồi bây giờ là chị Vi đếm đi. Chị Vi là nãy giờ là đã dán luôn cái chữ BB lên cho mọi người rồi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đó, rất là nhiều hàng luôn. Ok, chúc cơ hôm nay là 42 bill. Cố gắng ngày mai 500 bill. 500 bill. 500 bill rồi chúng ta sẽ tẩy vô thêm đi 10 người nữa để đóng hàng cho chị B. Không là không được tụ tập nha, không được tụ tập nha. Thôi thì tôi clip cũng khá là dài rồi. Thì hôm nay là cũng theo yêu cầu của các bạn, anh Đức đã quay lại một cái clip là đóng hàng tại shop BB House cho mọi người xem. Mọi người mà thích xem đóng hàng nữa thì cứ comment cho anh Đức biết, anh Đức sẽ làm thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nha, bye bye. Bye bye.